Chưa? Con này cứ để trên này đi. Đây nhá. Chia sẻ lại câu chuyện anh em nhất luôn mới nguyên nhân phong thủng như này thì anh kiểm tra lại cấu hình nhé. Đó. Máy mới nguyên liệu phong thủng như này, anh mà không dành về lĩnh vực công nghệ thông tin, anh cần làm anh phòng và khỏe một chút. Ngày 201 thì lúc đầu anh hạn mức đầu tư khoảng tầm 15 triệu, 10 bản quyền. Ok em ơi, anh cho dòng laptop làm việc, nhưng nhu cầu của anh lại ưa dịch, cần phải dịch chuyển, tính năng dịch chuyển nữa, xử lý được mạnh thì mình tư vấn cho anh chốt chiếc này luôn, 7405 màn 14 inch, gấp 360 độ. Lý do là vì đáp ứng được cái nhu cầu về sau, anh có thể nâng cấp lên được, nó không bị hạn chế. Giả sử như là khả năng nâng cấp dao và ổ cứng thì chiếc này đáp ứng tốt, đồng ý là sẽ đắt hơn một khoản tiền so với hạn mức đầu tư của anh ban đầu khoảng 2 triệu. Để tổng quan thì anh em sẽ ghi lại quá trình này. Đây, anh nhấc máy lên. Cũng như là cái thông tin cho khách hàng kiểm định luôn, 15 ngày đầu là đổi máy khác nếu lỗi nhà sản xuất, bảo hành 2 tháng đấy là về máy mới. Đó, đây là quy trình khử trùng đeo 7405. Màn cảm ứng thì phù hợp với anh em làm về văn phòng này, màn chip này thì rất là mạnh rồi, xử lý động họa rất là mạnh này. Thực tế ok thì chiếc này cũng có 3 chiếc thôi, anh em quan tâm thì lấy sớm. Đó, tổng quan. Đó. Anh đã lấy máy nào với em chưa nhỉ? Hay cái đầu tiên. Gấp 360 độ luôn. Cảm ứng, thực ra cái tính năng này nó tiện cho anh em nào mà hay đi công tác, dịch chuyển mà ngồi trên ô tô hoặc là ngồi không gian hẹp ấy, thì cái màn cảm ứng nó phát huy tác dụng rất là tốt. Hello. Off luôn cho anh nhé. Vâng. Ok. Vậy anh không có cài đặt gì mà hỗ trợ anh luôn. Sạc đúng không? Đây. Vâng vâng, em cảm ơn. Ok, em cài đặt lại nhé. Đúng rồi. Các bạn ghi tiêu đề là 7.000 là nào? 14 là dòng 14 inch, vâng. 7.000 là dòng 7.000 series. Thì sau đấy thì nó sẽ là, ví dụ là 7405 ấy. Vâng. 7405 thì cái số 7 là 7.000 series, vâng. Số 4 là 14 inch, vâng. Còn 05 là theo đời. Ví dụ năm nay là 05 thì năm sau sẽ là 06 hoặc là 15 hoặc là kiểu gì. Vâng. Còn theo dòng số đúng không? Còn dòng của nó là 147.000. Nhiều khách hàng cũng thắc mắc là rõ ràng mua 7405 mà về đây lại thành con 147.000. Vâng, đúng rồi. Nên bởi vì thông thường là nếu có tên thì nó hay ghi vào đấy. Đúng rồi. Còn cái nút ngang đây là nút gì? Ở anh là nó rút ngang. Đúng rồi. Kiểu khi không dùng đến. Đúng rồi, sợ kiểu các cụ hay hack hết những thứ này nọ. Sợ. Mình không dùng, mình cạt vào. Đỡ hack.